Thưa quý vị, tối qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, tỉnh đoàn Bình Thuận đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 49 năm giải phóng quê hương Bình Thuận, 19 tháng 4 năm 1975, 19 tháng 4 2024 và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 2024. Dự lễ có ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự còn có lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thương bệnh binh, gia đình chính sách và đoàn viên thanh niên. Đất nước hôm nay có được hòa bình, độc lập, tự do, quê hương Bình Thuận được giải phóng và ngày một phát triển. Tất cả nhờ vào công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đất nước đã anh dũng hy sinh quên mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Để bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn ấy, thế hệ hôm nay kính cẩn dâng lên anh linh các anh hùng liệt sĩ những vòng hoa tươi thắm cùng những nén hương thơm. Sau nghi thức dâng hương dâng hoa, lãnh đạo tỉnh, các đại biểu cùng 500 đoàn viên thanh niên đã thắp nến và dâng hương cho từng phần mộ liệt sĩ. Hơn 9.000 ngọn nến đã được thắp sáng trong đêm để tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Đây là hoạt động thường niên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân và xương máu của mình vì nền độc lập tự do, thống nhất của Tổ quốc. Luôn cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn cũng như rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của mình, vừa phấn đấu cũng như là cũng tuyên truyền cho các bạn đoàn viên thanh niên được biết những cái hy sinh lớn lao của các vị anh hùng liệt sĩ. Sẽ luôn hứa là sẽ cống hiến hết sức mình, kể cả tuổi trẻ, nhiệt huyết, thanh xuân và sức của mình để phục vụ nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, xứng đáng với những sự hy sinh của anh hùng liệt sĩ. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 15 phần quà cho các gia đình chính sách và 15 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi ở xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc.